chắc chắn chứ. Niềm vui với nụ cười, hãy cứ để hắn rớt. Nhiều lúc tôi cứ nghĩ em ơi em đang làm gì vậy? Em đang làm gì? Em đang làm gì? Vậy tại sao em quay đi? Em bỏ đi không liên tiếp. Chắc tại được đã trả lý em có ai rồi tôi không biết. Trước mặt tôi xin lỗi, tôi có người khác rồi. Em khóc và ôm lấy